Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng sẽ review đến quý vị và các bạn hai combo âm thanh hàng bãi chính hãng xịn. Combo âm thanh thứ nhất sẽ là một dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp phục vụ cho những anh em nghe nhạc chuyên nghiệp với chi phí chỉ ngoài 30 triệu. Combo âm thanh thứ hai, Tiến Dũng sẽ kết hợp với những thiết bị hát karaoke để biến dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp này thành một dàn âm thanh vừa có thể nghe nhạc chuyên nghiệp hay và vừa có thể hát karaoke giải trí gia đình hay. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Mở màn trong video này thì Tiến Dũng muốn review nhanh đến quý vị và các bạn hai thiết bị đặc biệt cao cấp và là hai thiết bị chủ lực trong dàn âm thanh này. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của hai thiết bị đặc biệt này. Trước mặt quý vị và các bạn là phần nội thất của hai thiết bị audio rất cao cấp. Chiếc Amply Denon 1500 SE phiên bản đặc biệt được hãng Denon sản xuất tại Nhật nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Hai biến áp nguồn Super Audio 4 sò MOSFET công nghệ UHC và dày đặc các linh kiện cao cấp ở đây. Phía bên đây là phần nội thất của mẫu loa Bow 301 Series 3. Đặc trưng của các dòng loa Bow hàng bãi xịn là củ loa ánh 7 màu. Đây là hai sản phẩm được các bạn hàng của Thế Dũng tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ nước ngoài với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Bây giờ Thế Dũng sẽ review đến quý vị và các bạn combo âm thanh gồm 3 thiết bị âm thanh hàng bãi chính hãng xịn. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua phần kết hợp hát karaoke. Trước mắt quý vị và các bạn là một dàn âm thanh hàng bãi xịn Thế Dũng đang để ở đây. Cặp loa Bow 301 Series 3. Đây là một sản phẩm rất cao cấp của thương hiệu Bow hàng bãi Mỹ xịn. Với mẫu loa này là mẫu loa rất được yêu chuộng trên thị trường. Có thể nói là mẫu loa bán chạy nhất của thương hiệu Bow mọi thời đại. Mẫu loa này được hãng Bow sản xuất vào những năm 1995, tức là cho đến nay nó đã trên 30 năm rồi. Với tình trạng zin của bản hàng tuyển chọn trực tiếp từ nước ngoài về, series trùng số đúng cặp. Mẫu loa này sử dụng một loa bát loại 20cm màng giấy gần mút. Đặc biệt với mẫu loa này sử dụng côn loa bát lên đến 6 lớp, nó rất mạnh mẽ. Hai loa chép giấy loại 8cm, bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Mẫu loa này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa này có hai phiên bản màu, phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng vân gỗ. Với phiên bản vỏ vàng vân gỗ thì nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn. Quý vị và các bạn có thể treo tường hoặc là để trên kệ, trên bàn hoặc là để ở gần hai bên TV, trang trí nó rất đẹp. Mẫu loa này có mức giá trong dịp này rất ưu đãi, mức giá thông thường là 16 triệu. Mức giá ưu đãi với tình trạng zin của bạn tuyệt đẹp này thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 15 triệu. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm đặc biệt cao cấp đến từ thương hiệu Denon. Đó chính là chiếc Amply Denon model 1500 SE dòng Super Audio, tức là dòng âm thanh chất lượng cao. Sản phẩm này được hãng Denon sản xuất tại Nhật vào năm 2010. Đây là một sản phẩm đặc biệt bởi vì nó là sản phẩm được hãng Denon sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng, với rất nhiều những linh kiện và các công nghệ âm thanh chất lượng cao ở trong này. Kích thước chiều ngang là 43cm, trọng lượng 14kg. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC. Quý vị và các bạn đều biết là một con sò MOSFET công nghệ UHC thì nó mạnh hơn rất nhiều so với sò thông thường. Nó mạnh hơn khoảng gấp 3 lần cho đến gấp hàng 10 lần. Chiếc này có thể phối ghép vào những dòng loa có kích thước lớn như là loa sạc của Vega, JBL, Pioneer, Bass 40cm đổ lại đều chơi tốt. Đối với những loa Bow 301 Series 3 này, nó có thể kéo được cùng một lúc hai cặp rất thoải mái. Các giắc kết nối còn vàng óng, hai cầu loa AB. Máy này còn có chức năng Re-out, chúng ta có thể kết nối trực tiếp xuống một chiếc loa Superwoofer, tức là loa siêu trầm. Mức giá trong dịp này cũng vô cùng đặc biệt. Mức giá hồi Tết cách đây vài tháng thì Tiến Dũng phục vụ là 15.500. Trong dịp này thì Dũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 14.500. Hàng tuyển chọn trực tiếp từ siêu thị Nhật về, zin nguyên bản, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DAC, giải mã 32 bit nghe nhạc chuyên nghiệp. Máy này đạt chuẩn Harrets Audio và Harrets Audio Wireless, chuẩn âm thanh chất lượng cao. Đây chính là chiếc Tobin D50 35 mã. Máy sử dụng hai chip giải mã DAC, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao. Với chiếc này chúng ta có thể kết nối với điện thoại, với TV, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc chuyên nghiệp và sử dụng để hát karaoke giải trí gia đình. Chiếc này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa truyền thống thông thường. Máy này là hàng của Trung Quốc, sản xuất chính hãng tại Made in China và sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Một điều rất đặc biệt ở sản phẩm này là máy xuất ra ở hai cổng âm thanh,
chúng ta có thể kết nối cùng một lúc đến hai dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke độc lập. Một lát nữa đây Tiến Dũng sẽ kết nối chiếc này với một hệ thống karaoke và chúng ta có thể nghe độc lập. Với tình trạng mới nguyên hộp bảo hành chính hãng 12 tháng, mức giá 5.400.000. Bây giờ Tiến Dũng sẽ test âm thanh của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp này. Bây giờ Tiến Dũng sẽ test âm thanh của combo âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp bao gồm 3 thiết bị. Cặp loa bầu 3 là một CD3 hàng bãi Mỹ xịn kết hợp với chiếc âm ly đàn ông 1500 SE hàng bãi Nhật xịn phiên bản kỷ niệm 100 năm của hãng đàn ông và chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao giải mã lên đến 32 bit của thương hiệu Tobin D50 3 la mã. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc từ TV Internet. Rất tuyệt vời khi kết nối với TV Internet. Bây giờ thì Dũng sẽ kết nối với điện thoại thông qua chức năng giải mã từ Bluetooth. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc chất lượng cao của Phương Thảo. Đây là âm thanh nhạc chất lượng cao từ điện thoại di động. Gặp lại nhau giờ đây tóc đã dài theo tháng ngày. Ngoài trời mưa buồn than khóc cho mối duyên bẽ bàng cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền thôi cứ trôi theo dòng triền miên sao xa là một combo âm thanh được phối ghép rất ăn ý với ba thiết bị. Chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc từ tiết tấu chậm như là nhạc vàng cho đến những tiết tấu nhanh như là nhạc liên khúc hải ngoại hay là nhạc modern tất kinh chơi rất thoải mái. Combo âm thanh này sẽ thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2 anh em sử dụng là vừa. Với mức giá vô cùng ưu đãi trong dịp này, cả bộ này bao gồm ba thiết bị với mức giá chỉ 34.900.000. Thì Dũng sẽ tặng ngay một phần quà tặng đó là một bộ dây loa Belden của Mỹ, một bộ dây AV Pro N của Italy và dây optical cũng như là adapter nguồn 5V cho đầu giải mã DAC. Combo quà tặng này lên đến 1.600.000 sẽ dành tặng cho những quý vị và các bạn mua sở hữu bộ âm thanh này trong tháng này. Tiếp theo thì Dũng sẽ review đến quý vị và các bạn phần kết hợp hát karaoke của hệ thống âm thanh này. Trước mắt quý vị và các bạn là combo gồm hai thiết bị đến từ thương hiệu Gutin, chiếc vang Gutin Brabus 5FX. Chiếc này sử dụng chip xử lý tín hiệu số lên đến 48 bit DSB. Đây là dòng vang số chỉnh tay cao cấp, anh em thường gọi là vang cơ. Chiếc này được tích hợp tính năng reverb cho tiếng echo rất tuyệt vời. Ngoài ra máy còn được trang bị tính năng FBE, khả năng kháng hú rất tuyệt vời. Đây là hàng chính hãng mới nguyên hộp bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu tiên. Mức giá chỉ 3.600.000. Phía dưới này là chung combo bộ micro đèn không dây bao gồm một hộp thu sóng và hai tai micro của thương hiệu Gutin rất nổi tiếng. Gutin là một thương hiệu tiên phong về việc ứng dụng công nghệ bóng đèn ở trong micro, tiếng hát rất nhẹ. Hai thiết bị này là thương hiệu của Đức và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc mới nguyên hộp bảo hành 12 tháng. Bộ micro đèn Gutin với mức giá chỉ 6.200.000. Bây giờ Tiến Dũng sẽ kết nối hai thiết bị này với dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp để biến dàn nghe nhạc chuyên nghiệp thành dàn âm thanh vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke giải trí gia đình. Tiến Dũng vừa setup xong vang và micro đèn Gutin vào dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp này.
để biến dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp trở thành một dàn vừa có thể nghe nhạc chuyên nghiệp hay và vừa có thể hát karaoke giải trí gia đình hay. Khi chúng ta bật chuyển mạch của âm ly về vị trí CD, vang và micro đèn chúng ta hoàn toàn có thể tắt đi để nghỉ ngơi, giúp tăng tuổi thọ cho hai thiết bị này. Một điều rất quan trọng là chúng ta có thể nghe được nhạc chuyên nghiệp mà không liên quan đến âm sắc của phần karaoke. Khi chúng ta muốn hát karaoke giải trí gia đình thì chúng ta chỉ cần bật nút input select này sang vị trí tuner, vang và micro đèn của chúng ta sẽ được nối vào hệ thống và chúng ta sẽ có những giây phút giải trí gia đình rất tuyệt vời với dàn âm thanh tại gia. Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối và cài đặt những thiết bị này với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test một đoạn karaoke với hệ thống âm thanh này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên góc phải màn hình. Lương 1 2 2 2 2 lương. Khả năng kháng hú của bộ guzin này cũng rất tuyệt vời. Lương 1 2 lương. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình này đành chia đôi, một người âu xin vắng người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời anh, anh tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối từng yêu là đã đau, chúc cho anh yêu cho lòng tôi, vì anh đã rất bước đi mãi chắc không về, chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối, đừng dài em bước nhau qua những lúc khiến em buồn, thì hãy nhớ mãi có anh bên đời. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của combo 5 thiết bị được phối ghép rất ăn ý. Với combo 5 thiết bị này, quý vị và các bạn có thể nghe nhạc chuyên nghiệp và có thể kết hợp hát karaoke giải trí cuối tuần tại nhà rất tuyệt vời. Bộ âm thanh này sẽ thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2. Và với chiếc âm ly Danone 1500 SE hàng bãi nội địa Nhật này, công suất nguồn lên đến 295W, nó rất mạnh mẽ. Quý vị và các bạn cũng hoàn toàn có thể thêm một cặp loa nữa, nó hoàn toàn có thể kéo được một cách rất thoải mái. Ngoài ra thì với chiếc âm ly Danone 1500 SE này có đường Grey Out, chúng ta có thể kết nối đến một loa subwoofer, tức là loa siêu trầm để giúp cho dàn âm thanh của chúng ta hay hơn rất nhiều. Nhìn chung đây là một bộ cơ bản âm thanh đã rất tuyệt vời rồi, nhưng với chiếc âm ly Danone rất mạnh mẽ này, chúng ta có thể nâng cấp bằng cách là thêm loa hoặc là thêm loa sub thì sẽ giúp cho dàn âm thanh của chúng ta tốt hơn rất nhiều. Và với dàn âm thanh này thì Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá vô cùng ưu đãi, combo gồm 5 thiết bị: loa bầu 3:1 CD3, âm ly Danone 1500 SE hàng bãi nội địa Nhật, vang và micro đèn chính hãng, chiếc đầu giải mã DAC Topping D50S. Chọn bộ âm thanh trong dịp này Tiến Dũng phục vụ với mức giá vô cùng ưu đãi chỉ 44.700.000. Khi quý vị và các bạn mua chọn bộ âm thanh này, Tiến Dũng sẽ dành ra một phần quà tặng rất đặc biệt, đó là một combo, một bộ dây tín hiệu xịn để kết nối tất cả những thiết bị này lại với nhau. Bộ dây này, món quà này trị giá 3.000.000, Tiến Dũng sẽ dành tặng theo bộ âm thanh này. Với âm ly và loa là hàng bãi, Tiến Dũng bảo hành kỹ thuật 1 tháng, bao zin và bao đúng hàng bãi xịn. Các thiết bị hàng mới chính hãng, Tiến Dũng cam kết là hàng chính hãng và bảo hành chính hãng 12 tháng. Tiến Dũng sẽ gửi tặng quý vị và các bạn một video hướng dẫn lắp đặt cụ thể và chi tiết để quý vị và các bạn có thể nghe nhạc chuyên nghiệp riêng và hát karaoke riêng. Trong trường hợp quý vị và các bạn gặp trở ngại thì Tiến Dũng sẽ cho kỹ thuật gọi điện video call để hướng dẫn quý vị và các bạn tự mình làm được mà không cần phải thuê mướn thợ, đỡ tốn kém tiền bạc cũng như là chi phí thời gian. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết tất cả đều là hàng chính hãng xịn, không bán hàng fake, không bán hàng nhái, quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Và thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và tự mình chịu phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cả bộ âm thanh này đi các tỉnh khoảng cỡ 700.000 tùy theo xa gần. Tiến Dũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro trên đường vận chuyển như là bể, vỡ, móc méo. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng giống y như những gì Tiến Dũng giới thiệu ở đây một cách lành lặn. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu combo âm thanh hàng bãi xịn với chi phí rất hợp lý. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.